được thành lập năm 1874 tại Milwaukee, Mỹ. Trải qua 144 năm lịch sử, A.O. Smith luôn kiên định với tôn chỉ lấy chính trực, đổi mới và niềm tin khách hàng để đáp ứng thị trường luôn luôn thay đổi. Với hơn 140 bằng sáng chế phát minh trong ngành lọc nước, A.O. Smith cho thấy khả năng nghiên cứu và sáng tạo không ngừng của một thương hiệu hàng đầu. Innovation is part of our DNA as a company. We have over 10 R&D facilities, world-class, around the world, employ 800 engineers and technicians, and they get up every day focused on providing the best solutions and energy-efficient products for the markets that we do business in. Với số vốn đầu tư hơn 72 triệu đô la Mỹ được xây dựng trong thời gian 3 năm, nhà máy kết hợp Trung tâm Nghiên cứu và Thiết kế A.O. Smith toàn cầu đã hoàn thành năm 2018. Từ đây sẽ tạo bước đột phá lớn cho sự phát triển của A.O. Smith. Chú trọng vào đổi mới, sáng tạo là bí quyết làm nên thành công của A.O. Smith. Hệ thống liên hợp trung tâm thiết kế và nhà máy sản xuất của A.O. Smith đều được Hiệp hội An toàn vệ sinh thực phẩm và nước uống của Mỹ NSF và WQA chứng nhận chất lượng, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng. Trong lĩnh vực xử lý nguồn nước, phòng thí nghiệm đa chức năng đã được A.O. Smith đầu tư xây dựng với chi phí hơn 7 triệu đô la Mỹ. Nó sở hữu những thiết bị chính xác nhất để thử nghiệm kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu, muối vô cơ, các chất hữu cơ và khử trùng trong nước. Ngoài ra, nhà máy còn sở hữu một phòng thí nghiệm vật lý, hóa học và thử nghiệm vi sinh vật. Phòng thí nghiệm mô phỏng môi trường bao gồm một buồng sốc nhiệt được sử dụng để thử nghiệm sản phẩm ở các môi trường và điều kiện thời tiết khác nhau. Buồng thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm, mưa, phun muối giúp kiểm định chất lượng của sản phẩm một cách toàn diện nhất. Phòng bán âm được xây dựng để phân tích hoạt động của bơm và tiếng ồn của máy cho cả máy lọc không khí và máy lọc nước. Toàn bộ phòng thí nghiệm bao gồm 18 mô đun, bao gồm cấu trúc máy, thử nghiệm, vòng đời của máy và thử nghiệm bơm. Trong lĩnh vực máy lọc không khí, phòng thí nghiệm đang xây dựng một phòng thử nghiệm để loại bỏ bụi siêu mịn, thử nghiệm cảm ứng máy, phòng thí nghiệm hóa học để thử nghiệm vật liệu hấp phụ, vi sinh vật, luồng khí và vòng đời sản phẩm. Dây chuyền sản xuất của A.O. Smith được áp dụng tự động hóa với hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường. A.O. Smith luôn tuân thủ nghiêm ngặt và yêu cầu cao cho chất lượng sản phẩm. Tất cả các chi tiết đều được sản xuất tại nhà máy. Trái tim của máy lọc nước RO, màng lọc RO SideStream, với tuổi thọ gấp 1,5 lần lõi lọc RO thông thường, là phát minh độc quyền của A.O. Smith. 100% các chi tiết cấu thành của lõi được sản xuất hoàn toàn tự động với quy trình kiểm định vô cùng nghiêm ngặt. Động cơ bơm cũng được thiết kế và sản xuất ngay tại nhà máy của A.O. Smith với tuổi thọ cao gấp 3 đến 4 lần tuổi thọ các loại bơm khác trên thị trường. Màng lọc và nhựa sử dụng trong nhà máy A.O. Smith hoàn toàn là nhựa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cấp độ 1, nói không với các vật liệu tái chế để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm. Tất cả các thiết bị trong dây chuyền đều được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra. Dây chuyền sản xuất máy lọc không khí, các cánh tay robot được sử dụng để lắp ráp. Hệ thống tự động nhận dạng được thiết kế để đảm bảo độ nhạy và chính xác của cảm biến. Cùng với đó là hệ thống xác minh cân bằng động bánh xe được sử dụng để đảm bảo độ ồn nhỏ nhất, dưới 40 dBA. Toàn bộ linh kiện máy lọc nước A.O. Smith đều được phát triển và sản xuất tại nhà máy A.O. Smith. Tính đến năm 2018, sản lượng của nhà máy sẽ vượt 3 triệu sản phẩm. Tại Việt Nam, A.O. Smith đã nghiên cứu và đưa ra các dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện nguồn nước và đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra các sản phẩm của A.O. Smith bởi được ứng dụng những công nghệ tiên tiến, chất lượng vượt trội cùng độ tin cậy tuyệt đối. Sản phẩm A.O. Smith hoàn toàn được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ nhà máy của tập đoàn về thị trường Việt Nam và tới tay người tiêu dùng. Hiện nay, A.O. Smith đã phân phối tại hơn 1.000 điểm bán trên toàn quốc và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Our Success is dependent on a couple of things. One is our intense focus on customers. So we put the customer first and we try to understand what the customer needs in each local country. We don't produce products in one country and then try and sell it everywhere else. We go into each country, we try to understand what the local population needs, what are the requirements in the local market, and then we make products. And then globally, we have our innovation, our technology innovation. So what we do is we innovate on a lot of different technologies in electronics, in plastics, in water filtration, in water heating, in control systems, internet, IoT. And then we bring these technologies and produce the products that are needed locally for the countries where we operate. Values at A.O. Smith are extremely important to our company and to all our employees in the company. First of all, we're very concerned about being involved in our local community, to be a good corporate citizen. We really want to show that we do the good things in our community. Secondly, we like to treat each other with dignity and with respect. Our employees should be good to each other and good to our customers. And finally, we need to be doing business with integrity and honesty. And we need to show that that is our most important value, to always do business with those values of integrity and honesty. Với mong muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho người Việt, A.O. Smith luôn cố gắng mang tới những dòng sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho các khách hàng của chúng tôi. Hãy cùng A.O. Smith chung tay mang tới nguồn nước tinh khiết và bầu không khí trong lành để bảo vệ toàn diện cho gia đình bạn. A.O. Smith, thương hiệu Mỹ, hơn 140 năm kinh nghiệm.